Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu bật lửa Tippo có khắc hình cung đình Huế. Đây các bác. Còn nguyên tem đỏ các bác nhé. Cái tem đỏ này chỉ là tem chống cháy nổ thôi, dành riêng cho thị trường Mỹ các bác nhé. Các bác không thể dựa vào cái tem đỏ này để xem hàng chính hãng hay không được. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Khắc hình cung đình Huế rất là đẹp. Bác nào muốn sở hữu chiếc Tippo này thì chỉ cần để lại số điện thoại ngay bên dưới video này, hoặc là gọi đến số 0466509888 ngay góc trái màn hình, hoặc vào deva.vn, deva.vn các bác nhé. Sản phẩm rất là đẹp. Cảm ơn các bác rất nhiều.